Ngày 3 tháng 6, cơ quan chức năng giám định xác minh danh tính bộ xương người phát hiện trong lùm cỏ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 2 tháng 6, người dân phát hiện vật lạ trong lùm cỏ tại khu đất ở ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, nên tới kiểm tra thì phát hiện bộ xương người. Thời điểm phát hiện, bộ xương trên có mặt quần ngắn, áo sơ mi caro tay dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa hiện trường. Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm điều tra vụ việc. Bước đầu lực lượng chức năng xác định đây là bộ xương người đàn ông, ước lượng thời gian tử vong của người này khoảng một tháng. Hiện cơ quan chức năng đang giám định xác minh danh tính của bộ xương. Theo người dân, nơi phát hiện bộ xương người đàn ông trên, cách hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 50 tuổi, chết bất thường trong vườn trái cây vào ngày 5 tháng 5 khoảng vài trăm mét lực lượng chức năng không loại trừ khả năng hai vụ việc trên có liên quan với nhau